Chi Pu Đỏ Giáng Ninh Dương Lan Ngọc, Tiểu Vi. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Thương mại Takashima, thành phố Hồ Chí Minh, chiều 1:10 quy tụ dàn sao của làng giải trí Việt, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Hoa hậu Tiểu Vi, Khánh Vân, Kỳ Duyên, ca sĩ Minh Hằng. Chiều ngày 1 tháng 10, dàn mỹ nhân Việt gồm Tiểu Vi, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Hằng, Kỳ Duyên, Khánh Vân và Thanh Thanh Huyền hội tụ tại sự kiện tổ chức ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Các người đẹp khoe sắc trong váy tông trắng, kèm như red coat, quy định trang phục của chương trình. Sau khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023, số lượng người hâm mộ của Chi Pu tại Trung Quốc và Việt Nam tăng lên đáng kể. Sự xuất hiện của chủ nhân Hip Anh ơi ở lại tại nơi tổ chức sự kiện thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Chi Pu chia sẻ về bí quyết dưỡng da của mình, vốn giúp cô nhận được nhiều lời khen khi hoạt động ở Trung Quốc. Ninh Dương Lan Ngọc thân thiết với Tiểu Vi. Người đẹp xứ Quảng cũng vừa tổ chức fan meeting kỷ niệm 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Hoa hậu Khánh Vân đầm thắm trong một thiết kế 2 giây. Thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1995 đang tập trung cho vai trò huấn luyện viên tại Miss Out Việt Nam 2023. Ca sĩ Minh Hằng khoe nhan sắc mặn mà sau khi sinh con đầu lòng. Cô cho biết được chồng và hai bên gia đình hỗ trợ nhiều trong việc chăm con. Đồng thời, giọng ca Một Vòng Trái Đất cũng đang trong quá trình lấy lại sắc vóc sau sinh Hoa hậu Kỳ Duyên bước vào tuổi 27 với nhan sắc ngày càng thăng hạng. MC Thanh Thanh Huyền hiện là gương mặt đắt sâu dẫn chương trình, sự kiện của làng giải trí. Dù đã 33 tuổi nhưng sau phim Gái Già Lắm Chiêu vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ không kém đàn em.